Một ngày nên đăng bao nhiêu video là tốt? Đây là câu hỏi mà những ngày đầu tiên xây kênh tôi hay tự hỏi. Đăng ít thì sẽ không có tương tác, TikTok không nhận diện được chủ đề của kênh. Đăng nhiều thì lại sợ nhiều quá, TikTok cũng không đề xuất đến người dùng. Chắc hẳn các bạn mới xây kênh bán hàng cũng đang có cùng câu hỏi giống như Tú đúng không ạ? Bạn phải quan tâm giúp Tú rằng là ở giai đoạn đầu tiên là giai đoạn xây kênh. Và giai đoạn này thì quan trọng nhất là cái việc chúng ta phải đăng càng nhiều video thì càng tốt, để TikTok có thể nhận biết và nhận diện được cái chủ đề mà mình đang làm. Các video phải xuyên suốt một chủ đề. Video của mình phải thường xuyên trao những giá trị để làm sao TikTok họ đẩy follow, đẩy view cho mình. Tôi lấy ví dụ đơn giản thôi, mỗi ngày anh em đăng một video nhưng có những người ta đăng 3 đến 5 video thì rõ ràng rằng tỷ lệ để TikTok đẩy cho kênh những cái người mà đăng nhiều thì sẽ tốt hơn. Và mục tiêu TikTok là cần nhận diện cái kênh. Ví dụ như đăng một ngày một video thì có thể đến 2-3 tháng thì chúng ta mới nhận diện được kênh. Nhưng mà những cái người mà đăng nhiều video một ngày ấy thì chỉ có 5-6 ngày là họ đã nhận diện được kênh rồi. Do đó là cái tỷ lệ mà để họ được phân phối đến khán giả cũng sẽ dễ dàng hơn. Tôi khuyên anh chị em là khi mới bắt đầu xây kênh thì chúng ta nên đăng càng nhiều càng tốt. Sau đó thì khi kênh ổn định rồi thì chúng ta có thể đăng một ngày một video cũng ok.